Chào các bạn, thì hiện tại mình đang chuẩn bị thả cá. Thì thả cá phóng sinh là một cái phong trào tốt với trẻ hiện nay, thì các bạn cũng nên thả cá để cái tinh thần của mình nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đỡ áp lực cho công việc chẳng hạn. Thì số bạn trẻ hiện nay cũng có nhu cầu thả cá rất là nhiều, và mình lưu ý là mình đừng có thả ngày rằm. Thì khi thả ngày rằm thì sẽ có những cái ghen xung quanh nó đi nghiền lại giấc cá của mình luôn, là mình sẽ thả những ngày thường để cá cũng nên là người dân tung tăng bơi lội. Nói chung phóng sinh thì có nhiều loại phóng sinh, ví dụ như phóng sinh chim chẳng hạn, rồi có phóng sinh cá. Thì ở đây mình thấy phóng sinh cá thì nó hay hơn. Khi đi chợ lựa cá cùng bạn bè thì đây cũng là một niềm vui nho nhỏ. Thì các bạn có thể lựa cá rô, cá chê, cá lóc, những loại cá mạnh để chúng dễ sống. Và một số bạn có thể thả cá chép cũng được. Cái gì cá bóng đi. Hả? Cá bóng. Mình thả ở đây cũng được, thả cho nó chạy xuống. Thả từ từ chứ. Bữa nay nó bị ấy. Sợ nó tạt vô, mình thả đây đi. Cá bự sao với cá nhỏ nó chạy vậy. Đổ luôn này. Cá bóng đi hết rồi hả? Mấy con này sẽ trong bờ không? Nhiều bờ đâu ngoài đây. Không ngoài đi, nó bỏ vô bờ không à. Ta bắt bây giờ. Đó, ra đó. Cái bóng ra. Cảm giác của bạn là thực sự rất là thanh thản sau khi các bạn thả cá xong.
Các bạn lưu ý là chúng ta khi thả cá thì chúng ta hạn chế vào những ngày rằm hoặc là những ngày lễ lớn, vì gần những khu vực chúng ta thả cá sẽ có nhiều ghe thuyền, ghe tàu đi ngang và sẽ vớt cá lên. Hoặc các bạn có thể thả ở những cái vùng sông vắng cũng được. Hoặc là chúng ta có thể thuê những chiếc thuyền lớn như thế này, những chiếc ghe lớn như thế này để chúng ta có thể ra giữa sông và thả cá ở đó. Và lưu ý là chúng ta sẽ không vứt rác sau khi thả cá.